Rồi con được cái gì của Chúa? Dạ thưa cha, con được năm ơn. Con trai của con là năm 2006 nó có bị ở bên nào Nhật Bản. Rồi là con cầu lòng. Con cũng cầu xin lòng thương xót của Chúa vì con của con cũng được Chúa chữa lành cho con của con đã chết rồi mà bệnh viện bác sĩ trả về rồi, nhưng mà con cầu lòng thương xót của Chúa và mẹ con lần chuỗi bên coi và con xin Chúa và mẹ thế là cứu chữa con được khỏi. Dạ con tạ ơn Chúa. Tạ ơn thứ hai là bố của con, là bố đĩa là con, bố vi ngã trên cầu thang xuống, bắt đầu là bố rơi xuống, bố con nằm cứng luôn một nơi luôn, thế là bố con không cử động được nữa. Sau bắt đầu là mẹ con mới kêu bác con đấy, mới là mới tua bố con lên cái chăn, mới là khanh mới là kêu taxi cho đi bệnh viện. Xin là sau là bập bình rồi xin Chúa rồi cầu lòng thương xót của Chúa là bố con khỏi cả một chi cả. Còn ơn thứ ba là bố kết nghĩa của con có bị bệnh gút mà ông ở bên lưng mà là bố kinh nghĩa của con mà ông bị bệnh gút mà ông nằm liệt hẳn một nơi, ông không cử động được mà bà phải phục vụ cho ông ăn. Xong mới hồi con mới nghe tin, con mới đem cái máy 500 bài giảng của cha, con biểu là bố mẹ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, rồi bố mẹ cầu xin, rồi con cầu xin nữa, con đọc kinh con cầu nguyện con xin cho bố thì bố sẽ khỏi. Thế là bố con cũng nghe ra con về, ra con trai của con nhắn tin cho cha, cha ví dụ là 3 giờ, thế là bố con khỏi, sợ bố con khỉa mạnh đi ra bố bình thường. Đây đứa bé thì viêm não Nhật Bản, hôm nay thằng anh 2006, vâng. Rồi. Còn ơn thứ ba là ơn thứ bốn thì là em bị ông thư tỷ mà em biết người bên lưng. Đó là yêu con cũng tiên biết nhà chú nữa, thì em mới bị ông thư tỷ thì con biểu là chú thím của chú em ra ngoài giáo điểm tin mừng không, thì chú thím cũng cứ từ từ ấy đã, chị con thì biểu chứ chú thím có tin vâng. Thế là vâng, cuối cùng là con gửi máy 500 bài giảng của cha đến chùa em bé, giờ em bé trở lại bình thường rồi. Đây tôi để tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa kỷ niệm ngày hôm nay Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Bé lên đây con.